Kính thưa quý vị, Việt Nam vừa có ca mắc COVID-19 thứ 37 tử vong, là nam, bệnh nhân 34 tuổi, là bệnh nhân 3055. Bộ Y tế cho biết là đây là ca tử vong vì COVID-19 trên nền bệnh nhân chấn thương sọ não, viêm màng não mủ biến chứng. Trước đó thì bệnh nhân đã được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngày 24 tháng 4 với chẩn đoán viêm phổi nặng do COVID-19, chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, viêm màng não biến chứng nhiễm khuẩn huyết, giãn não thất. Bệnh nhân đã được cấp cứu điều trị tích cực bằng thở máy qua nội khí quản, kháng sinh kết hợp, chống đông, chống viêm, điều trị hỗ trợ nhưng tình trạng của bệnh nhân đã không đỡ, xuất hiện phù não, tình trạng viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết diễn biến nặng lên. Bệnh nhân tử vong vào tối ngày 16 tháng 5. Trong sáng nay, Bộ Y tế cho biết là Việt Nam đã ghi nhận thêm 37 ca mắc COVID-19 đều ở các khu cách ly, phong tỏa. Trong đó, riêng ở tỉnh Bắc Giang có 22 ca. Cả nước có tổng cộng 2.746 ca ghi nhận trong nước và 1.466 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 1.176 ca. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang, vào chiều tối qua, 20 cán bộ, nhân viên y tế có kinh nghiệm trong phòng chống dịch của thành phố Hà Nội đã lên đường chi viện cho tâm dịch Bắc Giang. Là một trong 20 thành viên của đoàn, bác sĩ Lê Hưng cho biết, anh và các thành viên nhận được lệnh trước giờ lên đường khoảng 2 tiếng. Dù gấp, tất cả mọi người nhanh chóng thu xếp công việc gia đình để kịp đi Bắc Giang. Và cá nhân tôi cũng như tất cả anh em thì hiện nay đang có rất là nhiều công việc đang phải làm. Tuy nhiên, chúng tôi thực sự rất là tự hào được là những người đầu tiên của Hà Nội đi hỗ trợ Bắc Giang. Có những người mà còn có cả con nhỏ cũng sẵn sàng để tham gia cái đợt hỗ trợ cho Bắc Giang này. Theo Sở Y tế Hà Nội, đoàn sẽ đến khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên để tiếp nhận việc xét nghiệm truy vết. Khu công nghiệp này đã có gần 100.000 công nhân, hiện đã phát hiện hơn 150 ca COVID-19. Chúng tôi xác định cái mục tiêu làm sao mà ổn định được và khoanh vùng được cái ổ dịch ở các khu công nghiệp của Bắc Giang. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, đây là đội đặc nhiệm gồm những bác sĩ, nhân viên y tế ưu tú trong suốt chặng đường chống dịch vừa qua, được thành phố cử đi hỗ trợ, chia sẻ công tác chống dịch với Bắc Giang. Đoàn công tác không chỉ giúp địa phương bạn ngăn chặn dịch, mà còn giúp ngăn chặn từ xa nguy cơ dịch lây lan ngược trở lại thủ đô. Theo kế hoạch, ngay chiều nay, đoàn sẽ lấy 10.000 mẫu chuyển về Hà Nội xét nghiệm và trả kết quả nhanh nhất để Bắc Giang thần tốc truy vết, khoanh vùng dịch. Từ ngày 27 tháng 4 đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận 336 ca COVID cộng đồng, nhiều nhất cả nước. Dự báo thời gian tới, ổ dịch này tiếp tục có thêm ca nhiễm sau khi dịch đã lây lan trong khu công nghiệp. Những ngày này, cùng với các cấp chính quyền địa phương, lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cũng đang tích cực tuyên truyền cho bầu cử để người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm trong lá phiếu bầu. Bên cạnh đó, thì các chiến sĩ cũng lồng ghép triển khai hoạt động ký cam kết để người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Đây là một trong những buổi tuyên truyền về bầu cử của các chiến sĩ đồn biên phòng Hải Vân, đóng tại khu vực giáp danh với tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua những buổi tuyên truyền như thế này, bà con tiểu thương tại khu vực đèo Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng hiểu hơn về trách nhiệm của một công dân trong ngày bầu cử. Chuẩn bị bầu cử, cô cũng sắp xếp thời gian để rủ bà con đi đông đủ để chuẩn bị bầu cử, giữ khoảng cách để bầu cử để an toàn. Song song với hoạt động tuyên truyền bầu cử, chiến sĩ đồn biên phòng Hải Vân cũng thường xuyên nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định về phòng dịch của thành phố, thực hiện ký cam kết phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới biển. Cán bộ địa bàn đã trực tiếp tuyên truyền cho cán bộ nhân dân trên địa bàn, một là về cái vị trí vai trò tầm quan trọng của cái cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Và cái vai trò, cái lá phiếu quan trọng của từng cử tri trong cái quá trình tham gia bầu cử. Thành phố Đà Nẵng đang thực hiện một lúc hai nhiệm vụ chính trị quan trọng, đó là vừa làm tốt công tác phòng chống dịch và tổ chức thành công ngày hội bầu cử sắp tới. Tham gia đầy đủ trên các mặt, cùng với các cấp chính quyền thành phố, lực lượng bộ đội biên phòng đang góp sức để ngày hội của toàn dân diễn ra an toàn, dân chủ. Từ đầu tháng 5 đến nay, thì ngành đường sắt đã phải tạm dừng chạy nhiều đoàn tàu Bắc Nam, cũng như các đoàn tàu địa phương do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hiện nay, mỗi ngày chỉ có duy nhất hai đôi tàu khách thống nhất chạy tuyến Bắc Nam hoạt động, còn lại là các đoàn tàu hàng. Ngành đường sắt sẽ hỗ trợ tối đa hành khách trong việc đổi hủy vé, cũng như nâng mức độ phòng chống dịch trên các đoàn tàu khách.
Tại ga Hà Nội, ngoài việc thực hiện quy định giãn cách trong mua vé, bắt buộc đeo khẩu trang, hành khách khi đến đây sẽ được hướng dẫn khai báo y tế qua điện thoại. Mình thấy khai báo ở trên các app phần mềm này thì rất là hay, nó tiện lợi cho người dân sử dụng. Gần như người nào cũng có điện thoại cả, nên là khai báo nó chỉ có trong vòng một vài phút là xong thôi. Từ đầu tháng 5, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngành đường sắt đã phải tạm dừng nhiều đoàn tàu. Mỗi ngày hiện nay chỉ chạy 2 đôi tàu khách Bắc Nam. Đối với các hành khách đã đặt mua vé từ trước, nhưng do các đoàn tàu này bị tạm dừng, ngành đường sắt sẽ hoàn lại tiền 100%. Với những các cái đoàn tàu bãi bỏ thì ngành đường sắt cũng đã gửi những các cái tin nhắn đến khách hàng để thông báo cái việc hủy chuyến và hành khách có thể hoàn tiền 100%. Do diễn biến dịch bệnh vẫn đang phức tạp, cho nên các kế hoạch chạy tàu phục vụ hè năm nay của ngành đường sắt vẫn chưa thể triển khai. Việc tạm dừng chạy nhiều đoàn tàu trong thời điểm này đang gây thiệt hại lớn cho ngành đường sắt. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 ở các điểm xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến các vi phạm giao thông. Cục Cảnh sát Giao thông cũng khuyến cáo người vi phạm nên sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia để nộp phạt trực tuyến, hạn chế tiếp xúc, hạn chế đi lại nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh. Một điểm xử lý vi phạm giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Điều bắt buộc đầu tiên khi người vi phạm đến đây là phải khai báo y tế. Báo chị nhé, trước khi đến xử lý vi phạm thì yêu cầu chị là khai báo y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế để phòng chống dịch COVID nhé. Mời chị khai báo y tế theo mẫu. Nước sát khuẩn, khẩu trang, ghế giãn cách đều được bố trí theo đúng tiêu chuẩn. Những ngày người vi phạm đến làm thủ tục xử phạt đông, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ hướng dẫn chỗ ngồi chờ, không để tụ tập đông người cũng như vi phạm các quy định 5K. Cán bộ yêu cầu người vi phạm đến khai báo y tế, rồi là sát khuẩn, rồi ngồi giãn cách đúng 2 mét và đến ai thì người đấy sẽ được thông báo vào tại phòng xử lý để xử lý vi phạm. Thời gian qua, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã khẩn trương ứng dụng công nghệ trong xử lý vi phạm. Đến thời điểm này, người vi phạm có thể nộp phạt trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia. Đây được xem là giải pháp quan trọng để vừa giảm thiểu đi lại cho người vi phạm, vừa hạn chế tiếp xúc trong thời gian dịch bệnh. Là thực hiện nghiêm túc cái khuyến cáo của ngành y tế, đồng thời là thực hiện cái ứng dụng xử phạt vi phạm hành chính qua cổng dịch vụ công quốc gia để qua đó là bớt cái thời gian đi lại ở trên đường, bớt giao tiếp, tiếp xúc tụ tập và đồng thời vẫn thực hiện được nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Cũng trong giai đoạn dịch COVID-19 đang phức tạp, nhiều doanh nghiệp lái xe đã vi phạm về quá khổ, quá tải, quá tốc độ. Cục Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp tục chỉ đạo Cảnh sát Giao thông các địa phương tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi này.